Cửa hàng Nông Cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bảo Lâm Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu, số điện thoại 0337 01 9191 0974 644 973. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em một mẫu máy cưa Estin 381 hàng Đài Loan Trung Quốc nhá. Hàng Estin 381 công suất lên tới 72 cc. Về hiện tại quay video này là em đang có khoảng 4 con trong cửa hàng, thì lúc nào có sẵn hàng để phục vụ tất cả anh em bà con trên toàn đất nước. Vâng. Và xin được giới thiệu với mọi người một cái mẫu Estin 381, thì thật ra thì nó có thương hiệu từ xưa lắm rồi, cách đây 6-7 năm nay là đã có mặt trên thị trường ở Việt Nam và rất được ưa chuộng. Cho đến ngày hôm nay cách đây 2 năm thì nó đã ngừng sản xuất cái dòng máy 381 rồi, và chỉ còn những cái hàng Trung Quốc như thế này thôi. Đấy, hàng Trung Quốc 381 của Trung Quốc thôi. Thì công suất nó cũng lên tới 72 cc, xi lanh 52 mm, mẫu mã thì cũng khá là đẹp. Thì dòng sản phẩm này ở Việt Nam mình phân phối nhập khẩu thì nó rất là nhiều dòng, nhưng mà em thấy cái dòng này giá cả hợp lý nhất, xài cũng khá là ok. Đấy. Anh em nhìn nếu mà phun phun đồ lên thì anh em nhìn có thể không nhận ra được, tại vì nó gần như là nhái, hàng xịn gần như là tới 80% luôn. Đó, nhìn theo tem tổng linh tinh mọi thứ. Thì tiếng nổ video thì em có hay test cho anh em, thì hồi xưa thì em vẫn bán cho anh em. Chung là những cái dòng máy này anh em sử dụng cắt chuyên nghiệp cũng được, nhưng mà anh em phải sử dụng với mục đích nó vừa phải. Anh em làm nhiều như gặp những các bác mà dùng máy lớn như này để bổ xẻ anh tinh trong gia đình thì quá ok. Còn những anh em mà cứ chuyên nghiệp thì phải tính toán đến vấn đề là đồng tiền thôi. Anh em lấy ngắn nuôi dài thì có thể sử dụng những cái máy này. Còn anh em có tiền thì mua thuật máy chính hãng xài cho nó sẽ khỏe ha. Còn ít tiền thì mình lấy ngắn nuôi dài. Đó. Thì con máy này em đang bán giá trên tại cửa hàng thì giá 3 triệu đồng một con máy đầu nổ không như thế này. Anh em lấy làm xích thì mất thêm cho anh em nó khoảng tầm khoảng 500 ngàn một bộ nữa, thì khoảng tầm khoảng 3 triệu rưỡi. Nếu anh em mua online thì chưa có tiền ship nha anh em. Đó. Anh em nào chuyển khoản đủ 3 triệu rưỡi thì bên em sẽ tặng cho anh em một lon nhớt ha. Đó, hỗ trợ tặng cho anh em một lon nhớt. Mà anh em không lấy nhớt thì có thể bao phí vận chuyển cho anh em, đó là tùy anh em ha. Đấy, 4 cây cái nào như vậy ha. Đợt này về thì tem mát nhìn nó xuất sắc hơn rất là nhiều. Đấy, chất lượng hơn. Thắng xích mọi thứ đầy đủ hết nhá. Mẫu này thì nhiều anh em thợ cưa thì không không xa lạ với những có những con Steel 381 này cả. Khi anh em sử dụng một con máy chính hãng, khi mà hư đồ thì anh em cũng phải lấy những cái đồ Trung Quốc này anh em sang qua, hoặc tốt hơn nữa anh em sử dụng hàng Ấn Độ AIB thì nó sẽ tốt hơn, chất lượng nó nâng cao hơn. Còn bình thường thì anh em vẫn thay những cái đồ Trung Quốc vào thôi. Chung là dùng khá là ổn nhé anh em, tại vì em bán tại cửa hàng thấy với cái giá tiền của nó phù hợp, ngon bổ rẻ đấy, thấy giá cả phù hợp và sử dụng cũng ok, dễ nổ, không hao xăng. Lớp lớp trong bộ e nó lưới này làm bằng giấy luôn ha. Đi kèm thì được tặng cho anh em một cái tip mở buri, một cái tua vít chỉnh xăng gió và một cái lục bông. Nhưng mà anh em mua hàng sẽ được tặng thêm một cái buji với một cây giũa để cho anh em sử dụng cho nó thuận tiện ha. Rất là xịn sò. Đây xa xa nó là thùng rồi ha. Đấy. Có dịp nào em sẽ làm một video test tích nổ cho anh em xem. Bởi anh em xem ở video cũ, cái gói Estin 381 Trung Quốc ra là bao la. Em có làm rất là nhiều video đấy, về những cái dòng mẫu máy như thế này, cực kỳ chất luôn. Rồi, anh em có nhu cầu sở hữu bất kỳ con máy nào thì liên hệ trực tiếp với Thắng Microsoft qua hai đầu số 0337 01 9191 0974 644 973. Bên em ship code xuyên đại Trung Quốc, mua hàng anh em vui lòng đặt cọc trước thẻ cào Viettel 200 ngàn hoặc chuyển khoản trước 500 ngàn nha. Bên em miễn phí ship cho anh em. Và sản phẩm này sẽ được bảo hành cho anh em 1 tháng, bao IC lửa và bình xăng con. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp với Thắng nha.